Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Liên quan đến vụ nữ tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn mức khủng, va chạm với xe máy sau đó nổ là cháu gái bộ trưởng. Một chỉ huy đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị này đang tích cực điều tra nguyên nhân vụ va chạm giao thông này. Đây là vụ tai nạn giao thông chứ không chỉ đơn thuần là vụ vi phạm nồng độ cồn. Chính vì thế chúng tôi đang tích cực điều tra. Hiện nay đơn vị đã cử cán bộ đi thu thập hồ sơ chứng cứ như rà soát camera trên tuyến đường Trần Cung và lấy lời khai của những người liên quan, từ đó làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn là gì. Vị chỉ huy đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 thông tin. Khoảng 23 giờ ngày 5 tháng 3, xe ô tô biển số 30H119XX đang di chuyển trên đường Trần Cung hướng đi Phạm Văn Đồng đã va chạm với xe máy đang dừng sát vỉa hè đối diện khu vực số 38 Trần Cung. Sau khi xảy ra va chạm, nhận được tin báo, đội cảnh sát giao thông số 6, phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố đã đến hiện trường giải quyết. Ban đầu xác định người điều khiển ô tô là chị LHT, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội, người điều khiển xe máy là anh NVA, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Kiểm tra nồng độ cồn với chị LHT cho kết quả 0,573 mg trên 1 lít khí thở. Anh NVA không có nồng độ cồn. Tiếp đó, lực lượng cảnh sát giao thông đã đưa hai lái xe vào bệnh viện để xét nghiệm máu, kiểm tra chất kích thích và tạm giữ hai phương tiện nói trên. Sau khi xảy ra vụ việc, một số trang mạng xã hội đưa tin chị LHT tự xưng là cháu của Bộ trưởng Bộ Công an. Lực lượng chức năng đã xác định chị LHT không có bất kỳ quan hệ gì với Bộ trưởng Bộ Công an. Về thông tin, người phụ nữ vi phạm nồng độ cồn này được cảnh sát giao thông đưa lên xe ô tô ngồi. Chỉ huy đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 cho biết, trong lúc tranh cãi với nam thanh niên đi xe máy, người nhà của thanh niên này có mặt tại hiện trường rất đông. Để tránh tình trạng quá khích dẫn đến hậu quả đáng tiếc nên tổ công tác đã đưa người phụ nữ này lên xe ô tô. Thông tin lái xe này là người nhà của ai đó nên chúng tôi bảo vệ là không chính xác. Lúc này, người nhà của nam tài xế đi xe máy ra hiện trường rất đông. Để tránh tình trạng xô xát không đáng có, chúng tôi đã đưa người phụ nữ này lên xe. Sau khi có kết quả nồng độ cồn, chúng tôi đang lập hồ sơ xử lý người phụ nữ lái xe ô tô theo đúng quy định, không có bao che gì cả, vì chỉ huy đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 cho hay. Theo tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, những nội dung thể hiện qua clip cho thấy nữ tài xế khá ngây thơ và có những suy nghĩ hành động lệch chuẩn khiến dư luận xã hội cười chê lên án. Kết quả xác minh của cơ quan chức năng cho thấy người này không phải là con cháu của lãnh đạo Bộ Công an. Với hành vi vi phạm giao thông, ứng xử thiếu chuẩn mực, thể hiện thái độ coi thường pháp luật thì có là con cháu ai cũng sẽ phải xử lý nghiêm, chứ không để tình trạng con ông cháu cha coi mình là vùng cấm như thế. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra nồng độ cồn cho thấy nữ tài xế vi phạm ở mức kịch khung. Với tất cả diễn biến sự việc như vậy, nữ tài xế sẽ bị xử phạt với mức phạt có thể kịch khung. Về hành vi thông báo tin giả với cơ quan chức năng về việc mình là cháu cán bộ lãnh đạo bộ ngành để xin bỏ qua sai phạm cũng bị phạt tới 3 triệu đồng, theo quy định tại Điều 7 Nghị định 144/2021 NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự an toàn xã hội. Liên quan đến vụ việc tài xế taxi bị đánh trên đường ven Hồ Tây dẫn đến tử vong, luật sư cho rằng với hành vi của hai đối tượng đi xe máy đủ căn cứ để cấu thành tội giết người. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, ra lệnh bắt giữ Trần Duy Quang, sinh năm 2003, trú tại Cán Khê, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Qua lấy lời khai những người liên quan, công an xác định hồi 16 giờ ngày 4 tháng 3 tại khu vực đường kè Hồ Tây, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, xuất phát từ việc anh LXT, sinh năm 1980, là tài xế taxi trú tại quận Long Biên, Hà Nội, điều khiển xe ô tô taxi va chạm với xe máy do Quang điều khiển chở bạn gái phía sau, làm xe máy của Quang bị loạng choạng. Giữa anh LXT và Quang xảy ra tranh cãi. Anh LXT sau đó mở cốp xe lấy ra một vật tày dài khoảng 40 cm đuổi đánh Quang. Quang giơ tay lên đỡ và đấm thẳng vào mặt, rồi cầm mũ bảo hiểm đánh vào đầu anh LXT. Khi được người dân can ngăn, hai bên lên xe rời đi. Sau đó anh LXT về nhà nằm nghỉ. Đến 20 giờ 30 phút ngày 4 tháng 3, thấy sức khỏe anh LXT diễn biến xấu. Gia đình đưa anh đi cấp cứu, nhưng anh T đã tử vong tại bệnh viện vào chiều ngày 5 tháng 3. Về vụ việc này, theo luật sư Nguyễn Anh Thơm, văn phòng luật sư Nguyễn Anh, tính mạng con người là điều cao quý và quan trọng nhất. Sau khi xem xét vụ việc, theo quan điểm của luật sư Thơm, rất có thể do mâu thuẫn tham gia giao thông, hai đối tượng đã điều khiển xe mô tô đuổi theo, chặn lại và hành hung lái xe. Xét hành vi của hai đối tượng, rất có thể do mâu thuẫn giao thông đã sử dụng vũ lực đánh nạn nhân chấn thương sọ não tử vong dã man đã cấu thành tội giết người. Tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 123 Bộ Luật Hình sự. Còn theo luật sư Nguyễn Tiến Hùng, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, hành vi của hai đối tượng đi xe mô tô thể hiện sự côn đồ đã khiến tài xế lái xe taxi tử vong. Theo quy định tại Điều 123 Bộ Luật Hình sự năm 2015, thì các đối tượng có thể chịu mức phạt tù từ 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Về trách nhiệm bồi thường của các bên, theo luật sư Hùng, trong sự việc này thì nạn nhân đã tử vong, tính mạng đã bị xâm phạm. Tại Điều 591 Bộ Luật Dân sự năm 2015 quy định về bồi thường thiệt hại khi tính mạng bị xâm phạm. Theo đó có hai loại thiệt hại được bồi thường, đó là thiệt hại về vật chất và thiệt hại về tinh thần. Những thiệt hại vật chất được bồi thường trong trường hợp này bao gồm: thứ nhất, chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, chăm sóc người bị thiệt hại trước khi chết. Tại mục 4 phần 1 của Nghị quyết số 03 năm 2006, NQHDTP hướng dẫn, chi phí hợp lý là chi phí thực tế cần thiết, phù hợp với tính chất, mức độ của thiệt hại, phù hợp với giá trung bình ở từng địa phương tại thời điểm chi phí. Theo đó, người gây ra thiệt hại phải bồi thường cho người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của nạn nhân các khoản như chi phí hợp lý cho việc mai táng nạn nhân theo phong tục tập quán địa phương. Ngoài ra, phải đền bù tiền cấp dưỡng cho những người mà trong trường hợp nạn nhân đang có nghĩa vụ cấp dưỡng. Mức cấp dưỡng căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng, không thấp hơn 1 tháng lương tối thiểu vùng tại nơi người cấp dưỡng đang lưu trú cho mỗi tháng. Ngoài ra, người vi phạm còn phải bồi thường một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận. Nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm không quá 100 lần mức lương cơ sở do nhà nước quy định. Ngày 7 tháng 3, tin từ Công an huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cho biết, liên quan đến clip nhóm thanh niên nổ súng vào nhà dân đưa lên mạng xã hội, Công an đã triệu tập nhóm thanh niên trên để làm việc. Qua xác minh ban đầu, Công an huyện Hàm Thuận Bắc xác định ông NVP 53 tuổi, trú xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc và TTL 34 tuổi, trú tại thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc có mâu thuẫn với nhau trong việc chăn vịt thả đồng từ trước. Khoảng 6 giờ ngày 6 tháng 3, TTL đe dọa sẽ đánh nếu ông P tiếp tục thả vịt trên ruộng của L quản lý. Sau đó khi về nhà, ông P kể lại sự việc bị đe dọa đánh cho hai người con là NVT 27 tuổi và NVH 24 tuổi nghe. Biết chuyện, H đã điện thoại cho một số đối tượng khác cầm theo hung khí qua nhà ông L để nói chuyện. Khi đến trước nhà ông L, thanh niên đi trong nhóm mặc áo thun đen, trùm đầu là TCT 28 tuổi trú tại xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc là em họ của H đã sử dụng một khẩu súng nổ súng bắn vào nhà ông L để uy hiếp. Toàn bộ vụ việc được camera nhà dân ghi lại sau đó đăng tải lên mạng xã hội. Theo hình ảnh camera, thời điểm xảy ra vụ nổ súng có 7 nam thanh niên đi trên 3 xe máy dừng trước nhà ông L. Ngay sau khi nắm được thông tin, Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã tổ chức xác minh vụ việc, truy xét các đối tượng có liên quan. Bước đầu, Công an huyện Hàm Thuận Bắc xác định khẩu súng ngắn có dòng chữ Zoraki là súng thể thao, bắn đạn cao su và đã thu giữ. Được biết, súng Zoraki Mod 914 của nhóm thanh niên này sử dụng có thể bắn 3 loại đạn, gồm đạn mã tử gây tiếng nổ lớn, đạn hơi cay và đạn cao su. Như thông tin đã đưa, trước đó trên mạng xã hội xuất hiện clip một nhóm thanh niên nổ súng vào nhà người dân vào lúc 10 giờ 58 phút ngày 6 tháng 3 rồi lên xe máy bỏ chạy. Cụ thể, một nhóm khoảng 7 thanh niên đi xe máy mang theo các đồ vật giống dao, kiếm, đến nhà một người dân ở khu vực Ma Lâm 3, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc. Tại đây, một thanh niên mặc áo đen trùm đầu trong nhóm đã lấy một khẩu súng rồi nổ súng bắn vào bên trong gây tiếng nổ khá lớn. Sau đó, nhóm thanh niên này nổ máy xe bỏ đi. Theo Công an Hàm Thuận Bắc, dù vụ việc nổ súng chưa xâm hại đến tính mạng sức khỏe người khác, nhưng đã gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, nên Công an huyện đã thu giữ các vật chứng liên quan và tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.